Nó không mờ như là mơ đâu. Đây là thôi dẹp dẹp ý nghĩ là nó là mơ đi. Dẹp đi. Chúng ta cần phải chống chọi cuộc sống thôi. Không cách nào khác đâu. Không cách nào khác cả. Không cách nào khác cả. Giá như bọn Creeper nó không sổ sập như thế, nó không động cái nó nổ như thế, như vậy cuộc đời mình cũng đẹp hơn bao nhiêu. Không, nó cứ phải nổ cơ, nó phải nổ, nó phải nổ. Nó không được bình thường được, nó không được bình thường cho mình yên ổn một tí nào cả, 1 giây 1 phút. 1 giây 1 phút cho nụ cười tươi, nhưng không. 1 giây thôi cũng không. Nó phải nổ, nó phải banh xác mình ra. Phải giết mình một cách đấy cơ. Tuyệt vời lắm em. Oh shit, oh god. Oh god, oh god. Too many spider. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh, tao để đánh mày. He he. He he. Ui dồi ôi, ui dồi. Đúng kìa. Oh, có cà rốt. Ngon. Yes. Những cái trồng cà rốt. Mày chết đi. Trồng cà rốt rồi. Yes. Yes. Thế là không có thức ăn rồi. Ngon quá. Ha. Oh man. Mình làm cái gì vậy? Ê, trời ơi. Tuyệt vời, có cà rốt. Cà rốt. Cà rốt, cà rốt, cà rốt, cà rốt, cà nát. Từ đã, lấy cái này ra, đã tạo nĩ đất đã. Cà rốt, cà nát. Ok. Lại thêm vài cục đất nữa, sau đó chúng ta cần phải lấy chỗ nước kia. Mình nhớ có cái xô này đúng không? Tuyệt, quá chuẩn. Chuẩn men rồi. Hồ hồ. Ha. Mày ăn tao hả em? Mày ăn tao thì bây giờ mày đen rồi đó. Bởi vì anh đã có cà rốt, cà nát, cả các kiểu, các thể loại. Thì chúng mày sẽ bị thua anh thôi. Anh có thức ăn rồi thì chúng mày không ăn được anh đâu, hiểu không? Hiểu không các chú? Ừ, bây giờ phải làm nào chỗ này? Là những cái block nào ở phía dưới thì phải tốt đâu. Nhưng mà không, nó sẽ không bao giờ có block phía dưới khi mình cần cả. Mình đứng nghĩ đây. Slap được không nhỉ? Thế biết làm slap được không? Nếu mà làm slap được thì đã rất là tốt, nhưng mà không chắc. Để thử. Đó. Đó mình sẽ đổ nước vào đấy. Làm ơn được đi. Ồ không. Không được. Mình đã nghĩ xem mình làm nào cho cái này nó xuống được nhỉ? Không cách nào nhỉ. Mày à zombie. Mày có kiếm đẹp đấy. Xin nhá. Ừ. Làm nào nhỉ. Kệ, làm thế được. Không. Sao thì được. Có ảnh hưởng gì đâu. Đúng không? Đúng không? Yes. Oh. Có thêm thịt zombie. Và cái gì trong này đây? Tô từng tun. Và cái móc cái gì đó fail. Fuel. Nhiên liệu cái thứ gì đó. Không biết. Không care lắm. Không quan tâm lắm. Kệ đi. Dẹp đi. Rồi. Cái mình cần bây giờ ấy. Mình cần phải giết bọn Creeper. Con Creeper cứ con nhện lao xuống cái kia. Tuyệt vời. Oh god, sao lên được kia? Sao lên được đấy nhở? Thật sự đấy, sao mày lên đấy? Mày, hội bí kíp thì chỉ tao với mày. Đừng có ném, ném cái gì? Ôi. Ném cái gì? Ném cái gì? Ném cái gì? Ôi, poison rồi. Thôi, tao không còn gì mất được rồi, tao oánh mày luôn. Tao tha cho mày. Ôi trời ơi. Sao con đấy nó lên đấy? Hai nó spawn đấy. Despot cái gì đó mình không biết. Ha. À, turret á. Bắn được không?
Akuruji. Nếu đây là cái turret như mình ấy, nó nếu mà đặt lên nó phải bắn được, nhưng mà mình cần phải có thứ gì đó để mình đặt nó lên đúng không? Turret, turret base. Đúng rồi, phải có cái gì đó sensor. Thực ra cái này khá là dễ chứ, đâu khó, thử đi. Mình cần redstone đấy. Redstone mình không có nhiều nhưng mà mình có ba cái tuyệt, mình cần thêm một ít thôi. Ngon, làm ơn cho ta ít redstone đi. Có luôn. Bây giờ mình lấy theo như cái công thức đấy thì mình lấy một cục gỗ này, đặt redstone xung quanh chúng ta cái này đúng, và sau đó chúng ta chỉ cần cobble một stone. Lấy một ít thôi, dễ thôi mà. Nếu thế những gì cái này nói ấy, thì liệu mình sẽ có cái pháo không á? Nếu cái pháo này hay đấy, thử nhá. Có mất gì đâu, sao không thử? Đây, rồi và gỗ, ok, thế là mình có đủ đúng không? Ngon, mình có một cái thôi nhưng mà thử đã. Nghĩ đặt nó ở đâu đó? Đây chẳng hạn. Oh shit. Mình có đạn nữa. Mình có đạn. Nhưng mình không có đạn. Trời ạ. Làm nào bây giờ, nó không có đạn thì chịu rồi. Mình phải có đạn cơ. Đó, được nhưng mà chỉ cần có đạn thôi. Mình cần phải có đạn. Buồn nhỉ. Thôi kệ. Mình biết cái này tại vì là mình xem một số người chơi có cái món này thì mình có biết qua, nhưng mà rất tiếc là không có đạn, mình chưa nghĩ một vấn đề đạn. Để xem mình có thể tạo đạn không. Cái này thì mình có thể tạo, cái này tạo được thì cũng không khó lắm, mình sẽ có thể tạo đạn không. Barrel ammo rocket. Ammo ferro, ammo bullet đây. Nghĩ nó là dễ thế. Nó dễ như vậy á. Chúng ta hoàn toàn thể tạo được, mình nhớ. Tuyệt. Nếu như vậy này, mình chỉ cần như thế này này. Hả? Nó làm như nào vậy? Đúng ra là nó như thế mà. Đây nhá. Sắt. Gunpowder và sắt. Electrical steel. Mình không phải là sắt. Muốn làm cái này mình phải động vào Magical Crop. Vậy là một câu chuyện rất dài nữa. Magical Crop là một cái mod rất là phức tạp nữa. Và bây giờ chúng ta chỉ làm được. Mình tưởng nó là sắt thì mình có thể làm được ngay chứ. Chúng ta phải tạo thành cái này. Thế thể tạo thành cái này được. Mấy cái này mình vẫn có thể tạo được. Nhưng mà nếu mà muốn tạo đạn bình thường, tạo bình đạn bình thường thì chúng ta cần phải động vào Magical Crop. Không biết có cái nào lấy được không nữa. Để mình xem. Có cái nào lấy được cái đấy nữa khác không. Rồi không cái nào đây. Mình đã nghĩ có cách nào lấy được Alloy Spell. Không có, dường như không có.
Để xem có lấy được electrical. Vậy nên là mình không thể tìm được nó trong mấy chỗ này. Không. Như vậy là ấy rồi. Như vậy là chúng ta không. Ôi trời ơi. Chúng ta phải động vào magical crop. Đấy là cái mod pack rất là lằng nhằng, nó dài dòng khác. Rất là mệt. Thôi. Có lẽ mình dừng tập này tại đây và hẹn gặp lại các bạn tập sau. Nếu các bạn thích cái tập này thôi thì qua mình cũng chẳng cần thiết mình dừng tập này tại đây và hẹn gặp lại tập sau, tại vì là mình sẽ cắt tập này rất là nhiều phần nên là các bạn có lẽ là các bạn chả biết các bạn đang xem phần nào. Nói chung là tạm thời là mình sẽ dừng đã, mình chơi cả tiếng đồng hồ rồi, mệt quá.